Hello, xin chào tất cả anh em cùng quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình chia sẻ thêm cho anh em một cái cách chơi, một cái hướng soi trí ngầu, một công thức tính trí ngầu cực kỳ đạt chuẩn để anh em có thể tham khảo và áp dụng kiếm cá kiếm ngày công em nhé. Đơn giản thôi. Thì anh em vào đây, anh em sẽ lấy ví dụ điểm trí ngầu trong này nó đang là 3 này, 3 này, 4 này, nó chỉ 10 đúng không? Thì cái này suy ra là gì? Anh em sẽ lấy cho mình 3 cộng với 3 bằng 6. Thì khi đó cái quả 6 anh em cộng tiếp cho là tổng điểm của đây là 10. Ví dụ anh em có là 16 điểm. Đấy. Thì anh em bỏ qua cái xí ngầu 3 này đi nhá. Bỏ qua xí ngầu 3 này đi. Là có kết quả 16 là chẵn. Để anh em có là xỉu với mình. Được chưa? Và tiếp tục này. Ví dụ xí ngầu 14 này. 5 này. 4 này thì anh em sẽ có là tại 13 đúng không? Thì suy ra đây chúng ta là có cộng với 4 này cộng với 5 này cộng với 13 này là chúng ta ở đây là có là 12 điểm đúng không? 12 điểm thì anh em có là xỉu tiếp cho mình trường rất đơn giản thôi. Tuy là nhìn nó có vẻ loạn nhưng mà khi mà anh em áp dụng mà nhiều lần rồi thì anh em có thể làm áp dụng rất là nhanh. Còn em nào mà kiểu là tính toán kém thì có thể là rút ra tính thì tính đúng không, thời gian thoải mái không muộn cả. 5 này cộng 6 này cộng với 1 này thì chúng ta là có là 12. Thì suy ra ở đây thì chúng ta sẽ có năm cộng với 6 cộng với 12 là bằng 23 đúng không? Vì thế này là lẻ rất là tài cho mình đúng không? Rất đơn giản thôi. Em nhớ là anh em đồ xí ngầu 1 tôi nhớ ra là xí ngầu 1 này cộng xí ngầu 2 chúng ta sẽ bằng kết quả đây em sẽ cộng tiếp cho vào tổng viên là bằng tài hoặc xỉu anh em nhé, chưa sẽ kết quả cuối cùng của mình. Nói chung là anh em cứ tự tin và nắm bắt được cái công thức này thì anh em chơi là cứ phải ngày cá kiếm đâu đó là 10 đến 20 củ rất là đơn giản thôi. Quan trọng là anh em áp dụng đúng và chuẩn, tính toán nó phải là từng chi tiết một đúng không? Cái sai một chấm chỗ là hơi là con nha tài 23 mà nó lên 24 thì là anh em cũng bắt buộc xỉu đúng không? Đúng. Tiếp tục sáu à sáu à sáu 18 này bây giờ đây là chúng ta sẽ có là 6 cộng với 6 cộng với 18 là bằng có 62 nữa là 30 đúng không? Thì tiếng này anh em sẽ tắt cho mình là xỉu ạ. Tôi trả xỉu mà lại tài cho mình. Nhưng em đừng có bắt kiểu là theo kiểu là trả tài mình được xỉu nha. Chuyện này kiểu rất là khó nhưng mà có ra là tôi theo thuận cho mình là trả xỉu mà lại tài auto và hút gần như là thất bại luôn anh nha. Ok tiếp tục. Đây sẽ là 4 cộng 4 cộng 5. Thì chúng ta có đây sẽ là 13 đúng không? Thì hiện đây 4 cộng 4 cộng 13. Thì chúng ta đây sẽ có là 17 này, 21 đúng không? Vì chúng ta có thứ này là vào tài đúng không? Rất là chi là đơn giản, không có gì khó cả. Anh em nào bảo câu này khó, câu này khó này thì thật sự là anh em đã quá là kém đúng không? Nên là khi mà mình chơi mình vào tham gia cái bộ môn tài xỉu này thì mình cảm thấy là mình rất là tự tin anh em nhé. Tiếp tục số sẽ là 5 cộng 5 cộng 6 thì nó sẽ có là 16 điểm ở đây.
Thì suy ra nhân số là 5 phần với 5 cộng với 16, chúng ta sẽ có là 21, đúng không? Alo, 26, 26 thì cái này nó còn xỉu nha, nha. Nhầm nó nhụ lẫn quá em ạ. Đấy, nói chung là rất đơn giản thôi, em cần là tính toán chuẩn được, nhưng mình sai nếu tiếng vừa là 21 là em có quả tài gì đúng không, nhưng mà tính chuẩn lại thì nó sẽ rất là xỉu. Tức là khỏi cố khi về cái điểm sau như thế này thì cái đường vị tính làm sao mà nó Ok nhất cho mình. Chứ cái tầm này mà anh em sai thì khó để sửa đúng không? Bởi vì là cái môn tài xỉu nó không như anh em ngồi đâu. Em ngồi sai chỗ thì em có thể làm đứng dậy thì ngồi cái khác rồi. Nhưng mà đây là công thức anh em đi vốn vào rồi thì em sai ấn vào rồi cũng không có chuyện hủy hoặc chuyển sang khác được đâu. Mình nha. Đây có cái mẹo thì nếu như mà anh em đúng là xỉu sai hay đấy thì anh em đánh ngược, đánh mở cửa bên kia, nhưng mà đấy là cái kiểu là có hai cái nặng một lúc thôi, đánh vào bên kia bằng cái số tiền đấy, đấy cũng nó mất 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 cái vốn à cái lãi thôi, đúng không? Đấy, chứ mà nó mất cái phí này. Chung là chơi game mà áp dụng công thức này thì là cái rất là ghét nha, bởi vì nó chuẩn quá. Nhưng mà mình đã thấy phần trăm cao của nó từ 85% này đến 95% luôn anh em ạ, nên là vì thế mình cảm thấy là rất là chuẩn đến nỗi là cái rất hay, là thấy có kết quả gì mới là một cái thích phải sửa lại, và vì thế anh em cứ nhanh tay lên thì áp dụng công thức này vào, và sau đó là cá kiếm gọi là vừa đủ đi đúng không? Nên là vì thế thì tốt nhất là nhanh gọn anh em nhé. Anh em mà thấy video này thì em vào cái thử luôn cho mình, không là lúc một cái phút lại rồi thì lúc đấy là đừng là anh ơi không là công thức nào không nữa nha. Rất còn 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 rất là nhiều, là mình cũng lên video chia sẻ công thức cho anh em cơ, chứ không phải là ngày một ngày hai. Và vì thế thì anh em nào mà rảnh tay thì có thể đăng ký kênh nhờ xuống báo thì khi mình lên video mới nhất anh em không bị bỏ lỗi. Ok chưa? Và công thức này thì anh em phải quan sát tầm 2-3 cái đầu, nếu như mà thấy đúng chạy như này thì nó sẽ là vốn, còn không thì cứ lướt qua cho nó nghe bây giờ đấy, các bạn xanh chín luôn. Là vì thế thì anh em cứ tin công thức này. Ok thì khả năng là video này sẽ kết thúc ở đây, hẹn anh em ở những video lần sau. Chúc anh em là áp dụng công thức được thành công bán tạo, và cũng như muốn được gọi là số lời như mong muốn anh em nhé. Ok, cảm ơn anh em nhé. Chào anh em.